Kính thưa quý bà con khách hàng, hôm nay siêu thị máy nông nghiệp cơ giới Gia Long Phát, tôi tiếp tục gửi đến bà con một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng là Kubota, có cái hiệu là X24. Thì quý khách hàng bà con cũng đã biết cái nhãn hiệu Kubota rồi. Đây là một cái loại nhãn hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Chúng tôi không có thể không nói thêm về vấn đề này. Về đây là quý bà con cũng thấy là về cái màu sơn đây còn rất là sáng, rất là riêng luôn, từ bên Nhật ấy về luôn. Ở chỗ chúng tôi là luôn là nhập từ Nhật về và luôn xuất đi các khu vực trong nước cũng như là đi nước ngoài rất nhiều. Đây màu sơn còn rất là sáng, rất là mới. Đây hệ thống cái ghế đây còn rất là êm, rất là mát. Rồi đất ấy cái sàn thì rất là rộng rãi, là một cái sàn rất là phẳng cho nên là chúng ta rất là thoải mái. Về cái đây là cái đồng hồ. Đồng hồ của chúng ta đây thì chỉ có là 367 thôi. Về cái hệ thống của cái chiếc xe này thì có, chúng ta thấy là có, đây là loại xe hai cầu, có 4 máy, về có 24 mã lực, có 9 số tiến và 3 số lùi. Cái số khung là 52753. Về cái hệ thống lúc trước đây chúng ta cũng thấy là thông số kỹ thuật là 614. Đây chúng ta thấy là gai đồ còn rất là đầy đủ, rất là đẹp. Còn đây là hệ thống cái lớp bánh sau, chúng ta thấy là thông số kỹ thuật là 9,522. Đây chúng ta thấy là hệ thống gai còn nguyên xi luôn. Đây, cái cầu trước, bây giờ là cái cầu trước của chúng ta đây, màu sơn là còn rất là mới, rất là đẹp. Có hệ thống tay lái trợ lực. Về chiếc xe này có chiều dài là 2m6, chiều rộng là 1m2 và chiều cao là 1m4. Bây giờ chúng tôi sẽ nổ máy để cho con cái động cơ nó hoạt động nó như thế nào nhé. Đây là cái đèn xi nhan đây, hệ thống đèn đang báo đây. Ở đây hệ thống cái đèn bên đây. Đây là cái gầm cầu, cái trục đang hoạt động. Đây là cái gầm cái cầu sau đây. Tôi sẽ quay cái động cơ được không em nhé. Đây đó, tất cả là ốc vít là đều còn mới và nhập nguyên xi từ bên Nhật về. Chúng tôi là nhập xuất liên tục. Đây là cái máy đang hoạt động đây. Chạy một vòng luôn xem nhé, màu sơn là rất là sáng, rất là sáng bóng luôn, không bao giờ có một miếng sét nào. Cái xe này chúng tôi bán với giá là 85 triệu nha bà con. Ở siêu thị của chúng tôi là luôn luôn là bán cái nhãn hàng thương hiệu đến từ Nhật và hệ thống là đảm bảo hoạt động bình thường. Trước khi bàn giao cho khách, chúng tôi bán cho những khách hàng từ khắp mọi miền của đất nước. Có những khách hàng miền Bắc, miền Trung, chúng tôi vẫn giao hàng đến tận nơi. Khi nào khách hàng đồng ý chúng tôi mới giao hàng, và chúng tôi khách hàng không đồng ý là chúng tôi sẽ làm theo những cái yêu cầu của khách hàng, chúng tôi mới tiến hành bàn giao cho quý khách. Nên bà con có thể yên tâm về mặt đó, chúng tôi bảo hành tất cả là bảo hành 3 tháng từ lúc mua máy. Chúng tôi có hai kênh YouTube là Hiếu Đồng Thanh hoặc là Gia Linh Phát. Chúng tôi hai số điện thoại là 0979 066969 hoặc là 02723 639944. Chúng tôi sẽ trả lời những tin nhắn của khách hàng. Trân trọng cảm ơn khách hàng rất nhiều đã theo dõi chúng tôi trong thời gian qua. Quan hệ bà con là một cái clip gần nhất nhé. Chúc bà con mạnh khỏe, sức khỏe để có cái động lực để chúng tôi tiếp tục là giới thiệu bà con những sản phẩm mới. Vâng, xin trân trọng kính chào bà con nhé.